Việt Tân từ gọi thế giới chống cộng xâm nhập các nhóm dân cư Nhật Bản khiếu kiện tại địa phương. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông ngày 5/4/2018 khi một loạt các lãnh đạo của Hội Anh em Dân chủ bị tuyên án 12 năm tù giam. Cây bút của Việt Tân là Vũ Thạch đã viết một bài để phân tích tình hình và đề xuất phương hướng hoạt động thế giới phong trào dân chủ Việt. Trong bài, Thạch cho rằng khi nhà nước đang gia tăng đàn áp, thì giới chống đối không thể đấu tranh ôn hòa công khai. Thay vào đó, giới chống đối nên bí mật thâm nhập vào các nhóm quần chúng bất mãn tại địa phương để huấn luyện các nhóm đó làm truyền thông và đấu tranh có tổ chức. Thạch cho rằng chỉ khi phong trào đời quyền sống của dân chúng nổi lên khắp nơi và nhà nước phải đối phó với nhiều đám cháy cùng lúc, thì giới chống đối mới thoát khỏi vòng kiểm tỏa. Mới đây, sau khi Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Túc bị tuyên án 12-13 năm tù, Vũ Thạch tiếp tục viết bài kêu gọi đổi hướng đấu tranh, đăng trên trang Dân Luận vào ngày 17/9/2018. Trong bài, Thạch liệt kê 5 nhóm quần chúng cần thâm nhập là người làm từ thiện, công nhân đòi quyền, nông dân mất đất, dân địa phương bức xúc vì ô nhiễm môi trường và người muốn trả lời phỏng vấn đài báo nước ngoài về bức xúc của bản thân. Thạch viết rằng giới chống đối chỉ nên cung cấp tiền, kiến thức và kế hoạch hành động cho các nhóm quần chúng vừa nêu để họ tự đấu tranh vì vấn đề dân sinh của họ, chứ không nên kêu gọi quần chúng đấu tranh vì dân chủ với mình. Bằng cách này, giới chống đối sẽ vừa đảm bảo được lực lượng nòng cốt, vừa tăng được lượng quần chúng ủng hộ do xâm nhập và tạo ra phong trào biểu tình ở nhiều địa phương trên cả nước. Đáng chú ý, Vũ Thạch tuyên bố rằng bài viết vừa nêu là suy nghĩ và đề nghị của nhóm anh chị em hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Thạch chỉ là người đứng tên. Các bài viết của Vũ Thạch khiến độc giả nhìn rõ ba đặc điểm của Đảng Việt Tân. Thứ nhất, họ sẵn sàng lợi dụng những bức xúc về vấn đề dân sinh thuần túy trong những cuộc xung đột ở địa phương để phục vụ mục đích lật đổ chế độ. Thứ hai, họ có tư duy khủng bố khi muốn tạo ra nhiều đám cháy trên cả nước để đẩy xã hội vào tình trạng hỗn loạn, khiến chính phủ không kịp ứng phó. Đây là một lối suy nghĩ độc ác, vì tình trạng hỗn loạn có thể gây hại cho tính mạng và tài sản của nhiều người vô tội, đồng thời đe dọa đến nền độc lập của Việt Nam. Thứ ba, họ thật sự phát tiền và soạn kế hoạch cho những người biểu tình. Với tư duy khủng bố, vụ lợi theo kiểu Vũ Thạch, Đảng Việt Tân chỉ góp phần phá hoại các hoạt động xã hội dân sự và sinh hoạt dân chủ ở Việt Nam, chứ không giúp ích được gì cho những việc đó. Qua định hướng hoạt động trên của Việt Tân, giúp chúng ta phần nào thấy rõ những diễn biến nổi cộng vừa qua ở trong nước. Việt Tân và các nhà dân chủ luôn tích cực săn tìm các điểm nóng để hậu thuẫn, khích lệ rất kịp thời và cũng tích cực phải phòng các điểm nóng mang tính dân sinh đó như là thành tích của phong trào dân chủ. Thì ta cũng thấy rõ tài năng lắt léo của Việt Tân. Khi đám dân chủ quốc nội đang trở nên vô dụng, thì Việt Tân sẽ tìm cách thích ứng để tiếp tục quảng bá, gây quỹ, thổi bong bóng cho nó để nuôi dưỡng tinh thần chống cộng cho cộng đồng hải ngoại, cũng như lừa bịp các nhóm tài trợ, các chính khách hậu thuẫn và hệ thống truyền thông chống cộng luôn có cơ sở để sinh tồn.